Như đồng hương gốc Việt chúng ta đặc biệt những năm trước đây cũng khá thành công khi đổ tiền về đầu tư về bất động sản ở trong nước và nhiều người đã phất lên từ đó tuy nhiên cũng không ít người đã trắng tay. Vì những biến động khôn lường của thị trường bất động sản Việt Nam và kể cả mất trắng tay do chính những người thân của mình. Sau khi cạn tình cạn nghĩa và đưa vật chất lên trên cả tình ruột thịt trong nhà. Sau một thời gian dài thì nhiều người đổ xô vào đầu tư thị trường bất động sản ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng. Đến nay thì các hoạt động trở lại bình thường nên nhà đầu tư đã trở lại với nghề chính của mình. Đó là nhiều thông tin được các trang báo ở trong nước ồ ạt đưa tin như vậy. Theo khảo sát của giới kinh doanh bất động sản ở thành phố Vinh Nghệ An nói riêng ở Việt Nam, thời gian xảy ra sốt đất gần một năm qua ở thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Trong thời gian này, đỉnh điểm bất động sản diễn ra cơn sốt vào khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến những ngày đầu tháng 4 trong năm 2022. Vào thời điểm trên thì do dịch bệnh bùng phát những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, dạy học và nhiều ngành nghề khác rất nhàn rỗi dẫn đến nhiều thành phần trong xã hội đã đổ xô nhảy vào hoạt động buôn bán bất động sản chưa bao giờ thị trường ở các tỉnh miền Trung lại trở nên sôi động giữa cỏ đất và nhà đầu tư. Họ có mặt khắp nơi từ thành thị cho đến vùng nông thôn hẻo lánh như bây giờ. Anh Nguyễn, một nhà đầu tư ở tại thành phố Vinh chia sẻ, trước đây nhà nhà người người đổ xô vào bất động sản, đẩy thị trường lên cao bất thường từ thành thị đến nông thôn. Ở đâu cũng xuất hiện những người thuộc lĩnh vực khác nhưng lại làm việc liên quan đến đất đai như giáo viên, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên các quán bar, khách sạn, karaoke, chủ nhà hàng vân vân, họ tận dụng thời gian rảnh rỗi đổ tiền vào kinh doanh bất động sản. Thêm vào đó, lý do kích cầu của nền kinh tế theo chủ trương của nhà nước, tiền ngoại hối đổ về, giá vàng xung đột trên thế giới diễn ra và người dân đầu tư vào đâu cũng không thấy an toàn nên đã đổ dồn tài chính vào đầu cơ bất động sản, đầu cơ đất đai. Đây được coi là kênh đầu tư an toàn Theo như nhiều người người ta nói như vậy Mang lại lợi nhuận cao nếu biết vận dụng mua đi bán lại trong thời gian ngắn Tuy nhiên chính những thời điểm này nhà đầu tư đổ tiền vào đất quá nhiều Sẽ tiềm ẩn những rủi ro cao Anh Nguyễn đưa ra một ví dụ cụ thể Nếu trước đây gửi 1 tỷ đồng vào ngân hàng thì mỗi năm thu lãi gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay gửi tiền tiết kiệm ngân hàng một năm chỉ được hơn 50 triệu đồng. Do vậy ở thời điểm sốt đất nhất từ mấy tháng trước thì mọi người đều dồn tiền vào kinh doanh bất động sản. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp khi sốt đất ở đâu thì họ tìm đến để lựa chọn và đầu tư. Riêng những thành phần bán chuyên nghiệp khi đầu tư vào bất động sản thì chỉ làm ở những vùng nhỏ ở nông thôn, thị trấn và thành phố. Đến nay thị trường bất động sản bắt đầu chững lại thì nhiều nhà đầu tư bán chuyên nghiệp đã bỏ cuộc và bán những lô đất đã đầu tư. Cũng như theo anh này, cùng một số người khác, một trong những lý do cơ bản nhất đó là tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Các hoạt động kinh doanh buôn bán đã trở lại gần như bình thường. Do đó, những nhà đầu tư ăn theo cơn sốt đất từng tạo sóng thì nay lại bán tống bán tháo, thoát nhanh trong vòng xoáy giảm nhiệt của thị trường bất động sản. Đối với anh Hòa, đang làm việc ở một bệnh viện tại thành phố Vinh, Nghệ An chia sẻ rằng, và thời điểm sốt đất trước Tết hai vợ chồng không đủ tiền để mua một miếng đất dự án. Lúc đó mấy chị em trong viện bàn nhau chung tiền để đầu tư vào đất. Ban đầu háo hức bao nhiêu thì những ngày tháng sau càng lo lắng bấy nhiêu. Vì chung nhau mua miếng đất gần 2 tỷ đồng Việt Nam. Thế nhưng khi người này cần bán thì người kia lại bảo giữ lại chờ giá lên cao hơn. Vậy là vợ chồng anh rơi vào trạng thái lục đục. Nhiều bữa mất ăn mất ngủ và rất mệt mỏi vì lo lắng. Khi rao bán khách gọi xem đất lại phải bỏ cả công việc chạy theo. Mấy gia đình cùng nhau cùng chung tiền mua một miếng đất nhưng phải hơn 4 tháng sau mới bán xong lấy lại vốn. Phải nói thật là giờ thì xin chào kiểu góp vốn này và yên tâm trở lại công việc hàng ngày của mình. Trường hợp của anh Vinh khác, chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Nghệ An cho biết, sau hơn 10 năm thị trường bất động sản lại thêm một lần tạo sóng lớn chưa từng có ở thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh và các thành khác trong cả nước. Dịch bệnh đã khiến cho thị trường buôn bán sản xuất kinh doanh đình trệ, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhiều nhà hàng kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ đã phải đóng cửa. Trả mặt bằng, người cho thuê cũng không có tiền và người kinh doanh nhỏ thuê mặt bằng thì nay cũng trắng tay vì đầu tư hết số vốn của mình ra mặt bằng ví dụ như nhà hàng quán ăn Chính những dự án bất động sản quy hoạch treo quá lâu hoặc làm theo kiểu cầm chừng để giữ đất dẫn đến kích cầu mà nhà đầu tư mua đất vùng ven ngóng chờ các ông lớn nhất cử nhất động của các ông thực hiện dự án ra sao. Từ đây những cơn sốt đất do chính các cò đất mua đi bán lại tạo ra gần một năm qua như là một chu kỳ kết thúc cơn sốt đất càng lên cao thì sẽ xuống càng thấp. Nếu năm 2010 cơn sốt đất đã khiến cho nền kinh tế lạm phát và nhiều người bị vỡ trận thì nhiều gia đình mất nhà cửa vì vay ngân hàng với lãi suất cao từ 19 đến 21%. Đến nay sau hơn 10 năm cơn sốt đất lại tiếp tục bùng phát trước nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, chu kỳ thị trường lên và xuống diễn ra ở mọi lĩnh vực khác nhau trong quá trình phát triển. Theo như anh nhận định cơn sốt đất sẽ hạ nhiệt trong những tháng cuối năm mà thôi. Còn anh Lâm, Chị An chia sẻ rằng cơn xuất đất ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang hạ nhiệt dần bởi những nguyên do sau đây. Ngân hàng siết chặt hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản thuế áp cao theo thị trường, đặc biệt là nhà nước tạm thời dừng chuyển đổi mục đích phân lô tách thửa các huyện, các thị ở quanh thành phố ghi nhận tại bộ phận giao dịch một cửa. Của ban dân thành phố Vinh ở Nghệ An, khách hàng đến giao dịch chủ yếu là chuyển nhượng, trả kết quả bìa đất xóa và cho vay thế chấp đất đai. Đến nay thị trường bất động sản đã bắt đầu hạ nhiệt, tuy nhiên tình trạng bán tháo đất bỏ cọc hàng loạt chưa diễn ra như là cơn sốt nhiều tháng qua ở các tỉnh miền Trung. Người Việt chúng ta vẫn có câu nước đến chân mới nhảy, phải chăng người ta chỉ làm theo cảm tính và làm theo số đông để rồi những điều đáng tiếc trong tương lai gần người ta không lường trước được và hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Những ngày vừa qua, tờ Wall Street Journal của Mỹ đã xuất bản loạt bài viết nhận được sự quan tâm lớn và căn cứ vào tài liệu nghiên cứu nội bộ bị Rory của Facebook, người chia sẻ tài liệu này đó là Frances Hogan, cựu quản lý sản phẩm của Facebook. Từ loạt bài này, người đọc có thể cho rằng đây là câu chuyện về quá trình một nền tảng quyền lực lấn lướt xã hội để đạt được lợi nhuận. Nhưng bên cạnh đó, có một cách hiểu khác Facebook đang gặp rắc rối. Kevin Roose Nhà báo chuyên mục công nghệ của New York Times chia sẻ. Đây không phải là rắc rối pháp lý hay tài chính mà là sự sa sút chậm rãi từ từ. Bất cứ ai từng có cơ hội chứng kiến một công ty đang sa sút đều có thể nhận ra điều ấy. Sự suy thoái của Facebook đó là một nỗi sợ lớn lần trên đầu một công ty đã đi qua những ngày thành công nhất. Người bên ngoài chưa chắc đã nhận ra được sự suy thoái ấy, những người trong cuộc có thể nhìn thấy cả trăm dấu hiệu nhỏ nhưng đáng ngại mỗi ngày thể hiện qua những sự thay đổi liên tục tâm lý hoang tưởng ở cấp điều hành và sự ra đi dần của các nhân viên tài năng. Theo như là ông Rus, những tài liệu rò rỉ của Facebook hé lộ một công ty đang lo lắng về việc dần mất đi quyền lực và tầm ảnh hưởng. Nghiên cứu của chính Facebook cho thấy nhiều sản phẩm của ông lớn công nghệ này không còn phát triển một cách tự nhiên nữa. Song song đó, công ty này tìm tới những phương pháp ngày càng cực đoan để cải thiện hình ảnh độc hại của mình, cũng như là để ngăn người dùng rời bỏ Facebook và tìm kiếm ứng dụng khác nghiên cứu nội bộ rò rỉ cho thấy facebook đang tìm kiếm chiến lược tiếp cận nhiều đối tượng và nhiều nhóm tuổi khác nhau được công ty này cho là nhóm người dùng đánh giá nhưng chưa được khai thác trong một slide thuyết trình các nhà nghiên cứu của facebook thậm chí còn đặt câu hỏi là làm sao để tận dụng các buổi gặp gỡ chơi đùa của trẻ để thúc đẩy tăng trưởng trong nhóm trẻ liệu một ứng dụng mạng xã hội đang trên đà đi lên có cần phải tận dụng các buổi chơi đùa của trẻ hoặc xây dựng chiến lược tăng trưởng công phu nhắm vào những lứa tuổi này hay không? Ông Rose đặt câu hỏi như vậy. Trên thực tế, việc Facebook khép người dùng trẻ phần nhiều không phải là vì công ty này muốn thống trị thị trường mới, mà là vì không muốn trở nên lỗi thời. Trong nhiều năm qua, mức độ sử dụng Facebook của nhóm thiếu niên ở Mỹ ngày càng giảm và sẽ còn sớm tụt dốc hơn nữa. Các nhà nghiên cứu nội bộ dự đoán rằng đến năm 2023, mức độ sử dụng Facebook ngày sẽ giảm đi đến 45%. Các nhà nghiên cứu cũng tiết lộ rằng Instagram, một ứng dụng khác thuộc sở hữu của Facebook, cũng đang mất dần thị phần vào tay những đối thủ có mức tăng trưởng nhanh hơn như là TikTok. Người dùng trẻ trên Instagram cũng không còn đăng tải nhiều nội dung như trước đây nữa. Facebook là thứ dành cho người già, một cậu bé 11 tuổi nói với nhóm nghiên cứu của Facebook theo tài liệu nội bộ tiết lộ như vậy. Facebook có hai vấn đề chủ yếu, họ vừa có quá nhiều người dùng nhưng cũng có quá ít bộ phận người dùng mà công ty này mong muốn cụ thể là thanh thiếu niên người mỹ những người thường kiến tạo văn hóa tạo dựng xu hướng và được các nhà quảng cáo săn đón một ví dụ cho thấy vấn đề đầu tiên đó là việc facebook không ngăn chặn được hành vi nhiều điều tiêu cực ở các quốc gia đang phát triển và vấn đề này càng trầm trọng hơn vì facebook có thói quen mở rộng thị trường đến các nước mà công ty này có ít nhân sự và thông thạo về tình hình địa phương theo như là ông Rus cho biết, với đủ nguồn lực và sự tập trung, vấn đề đầu tiên có thể được khắc phục hoặc cải thiện. Nhưng chính loại vấn đề thứ hai, việc mất đi hàng loạt người tạo dựng xu hướng sẽ khiến cho nền tảng này sẽ sụp đổ. Và đây dường như cũng là vấn đề khiến cho giám đốc điều hành Facebook lo ngại nhất. Một ví dụ cho thấy vấn đề thứ hai đó là việc Facebook thay đổi thuật toán của Newsfeed trong năm 2018. Tại thời điểm đó, quyết định thay đổi thuật toán được mô tả như là một nỗ lực cao thượng nhằm đưa đến những cuộc trao đổi lành mạnh hơn. Nhưng theo báo cáo nội bộ, đây thực tế là một nỗ lực nhằm làm tăng tương tác người dùng trong bối cảnh lượt like, chia sẻ và bình luận trên nền tảng đang giảm. Các giám đốc điều hành Facebook đã tố cáo đảo ngược xu hướng trên bằng cách là điều chỉnh thuật toán của Newsfeed để thúc đẩy những nội dung có nhiều bình luận và phản ứng. Nhưng điều này cũng giúp cho những nội dung khiến cho nhiều người thức giận lên ngôi xa suốt trong những vẫn cần được điều chỉnh còn quá sớm để mà tuyên bố rằng Facebook đã chết. Theo ông Rules, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng gần 30% trong năm qua. Facebook vẫn đang tăng trưởng bên ngoài nước Mỹ và có thể thành công ở những nước khác dù thất bại trong nước. Facebook cũng đầu tư nhiều vào những sáng kiến mới như sản phẩm thực tế ảo. Nhiều thành công, những sản phẩm này có thể giúp gió đổi chiều. Tuy nhiên, những nghiên cứu của Facebook khắc hòa rõ ràng một câu chuyện không mấy vui vẻ. Nhóm người dùng thanh thiếu niên của Facebook đang lũ lượt chuyển sang Snapchat và TikTok. Trong khi nhóm người lớn tuổi tranh cãi về chính trị và đăng ảnh chế chống đối về vấn đề vaccine, một số sản phẩm của Facebook đang bị thu hẹp trong những sản phẩm khác chỉ khiến cho người dùng bực bội hoặc là tự tin vào thôi. Việc Facebook dần mất đi chỗ đứng trong mắt thanh thiếu niên chưa chắc đó là điều lạc quan. Lịch sử đã cho thấy rằng các công ty công nghệ vẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại trên đường suy thoái của mình. Chẳng hạn là khi số người dùng dần ít đi thì mạng xã hội MySpace ngày càng trở nên tồi tàn và có nhiều nội dung rác và cuối cùng MySpace bán dữ liệu người dùng cho các hãng quảng cáo khác. Những năm tiếp theo của Facebook có thể sẽ còn xấu xí hơn vài năm trước, đặc biệt là nếu sau vụ rò rỉ lần này, Facebook thu hẹp công tác nghiên cứu nội bộ và bảo đảm về tiêu chuẩn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Facebook có quyền lực và không nên chịu sự điều chỉnh của pháp luật, theo nhiều ông Rules. Facebook có thể đang sa sút nhưng nó vẫn có thể là một trong những công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử với khả năng định hình chính trị và văn hóa toàn cầu. Nghị sĩ Mỹ Alexandria Ocasio Cortez nói là sự cố kéo dài nhiều giờ của Facebook vào ngày 4 tháng 10 vừa qua đó là bằng chứng cho thấy sự độc quyền của hãng đối với việc liên lạc và các dịch vụ toàn cầu. Chính vì vậy, Ocasio Cortez đã lập luận rằng Facebook nên bị chia tách. Bloomberg dẫn lại lời này của bà viết trên Twitter. Nếu các hành vi độc quyền của Facebook bị kiểm soát đúng lúc như thời điểm nó bắt đầu mua lại Instagram, những người dựa vào WhatsApp và Instagram để liên lạc hoặc mua bán sẽ không bị ảnh hưởng gì vào lúc này. Theo như bà Cortex nói như vậy, một hạ nghị sĩ của bang New York chia sẻ, hãy tách nhỏ nó ra. Trong nhiều giờ của ngày 4 tháng 10, nhiều người trong số 2,7 tỷ người dùng các dịch vụ của Facebook, trong đó có Facebook, Instagram và WhatsApp, đã không thể truy cập dịch vụ. Sự có ảnh hưởng đến toàn cầu bao gồm Mỹ Latin nơi nhiều người dùng WhatsApp là công cụ liên lạc chính, theo Lombard cho biết. Như thể sức mạnh độc quyền của Facebook đó là phải sở hữu sao chép hoặc phá hủy bất cứ nền tảng cạnh tranh nào và điều đó tổn hại đến xã hội tự do và dân chủ. Theo như bài viết, WhatsApp không phải là do Facebook tạo ra, nó là một hình thức tù độc lập, Facebook sợ hãi nên mua lại nó. Hiện là chưa rõ lý do các nền tảng thuộc Facebook không thể truy cập trước đó ủy ban thương mại liên bang của hoa kỳ khởi kiện facebook cáo buộc công ty này tham gia vào các chiến lược chống cạnh tranh bằng cách mua lại các công ty bao gồm instagram whatsapp để vô hiệu hóa các đối thủ cạnh tranh ftc từng chấp thuận các thương vụ này nhưng giờ cho rằng facebook nên bị tách nhỏ ra nữa kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng